Hôm nay mình làm bánh bột lọc trần với mấy bạn. Tại vì sẵn có bạn đặt mình cái bánh bột lọc trần. Thành thử ra bây giờ mình làm, mình quay clip này cho các bạn coi. Bây giờ mình tôm, có mình cái tôm của mình đó, mình không cần tôm lớn được mấy bạn. Tôm nhỏ thôi, tại vì mình cũng làm nhỏ 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 thôi, chứ để mình bỏ thì mình nuốt chửng cái bánh bột lọc luôn. Chứ bự quá mất công mình cắn nó dai 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 cũng khó nhằn lắm. Bỏ vô miệng nhai ấy luôn. Giờ mình có tôm sẵn ở đây. Đây là 3 kg 2. 3 kg 2 để mình trừ cái tô ra đi. Mình trừ cái tô ra. Mấy cái tô bằng nhau này. Là nửa ký. Vậy còn là còn tôm của mình là còn 2 kg 7 nha các bạn. Tôm của mình 2 kg 7. Đúng. Tôi với bạn, tại vì có bạn đó thì để luôn vỏ, có bạn đó thì không cần, không không để vỏ, tại vì cái người đặt order mình á là không muốn bỏ vỏ, không có muốn để vỏ. Những đứa nhỏ bên đây nè, nó ăn không có quen có vỏ, bạn có vỏ nó lộn cộn, nó đâm cổ họng tụi nó nên nó ăn không quen. Thành thử ra mình cắt vỏ, mình cắt vỏ rồi mình cắt mấy cái đường chỉ dơ, cái sống lưng của tôm nè đó. Tôm mấy bạn không cần lớn, tại vì dù gì mình cũng làm nhỏ nhỏ thôi nha. Bây giờ mình cắt riêng ra, mình lấy cái phần đầu, còn cái phần đuôi là để mình làm tôm cháy nha các bạn. Tại vì sao cái phần đuôi thì nó nhỏ xíu à, phần đuôi nó nhỏ xíu rồi, để mình chỉ cho các bạn coi nha. Đó, mấy bạn thấy không? Tới cái phần mà phần đầu nè nó bự bự thì mình để lên cái bánh nó mới đẹp đó, mình để cho cái bánh nó mới đẹp. Nó còn phần này nó ốm nhô ốm nhách nè, nó mỏng dính nè, mà để lên cái bánh bột lọc thì nó không đẹp. Mình để riêng ra, mình để riêng ra để mình làm cái tôm cháy nha các bạn. Đó, cắt ra, mình cắt ra như này nè. Còn nếu mà bỏ nguyên con á, thì phải tôm nhỏ thì gọi nhỏ các bạn ơi, chứ nó bự quá rồi mấy bạn nhặt mất công nhằn lắm. Phải cắn ra, tại vì bánh bột lọc nó dai, nó cứ nằm ở trong cái cổ họng mình á. Mình nhai đâu có đâu ấy đâu. Nó đâu có đứt đâu. Thành thử ra mình phải làm nhỏ 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 rồi mình bỏ miệng mình nhai luôn, mình nuốt luôn là vậy. Bây giờ mình cứ cắt cắt cho nó hết cái phần này luôn nha các bạn. Đó, bây giờ tôm mình nhặt ra rồi, thấy không? Mình cắt ra nè. Bên đây cái đầu, bên đây cái đuôi. Đó các bạn thấy không? Hồi nãy mình cân ra là mình trừ ra bây giờ mình cân lại từ đầu đi. Mình không cần biết, tại vì cái này mình làm tôm cháy, mình tôm cháy để mình làm cho bánh ít trần cái bánh bèo đó các bạn. Còn cái này mình làm cho bánh bột lọc. Bây giờ mình cân lại nha, cân lại từ đầu. 2,6 kg mà trừ đi cái tô 500 cả nửa ký là coi như còn 2,1 kg mốt tôm đó các bạn. Tôm là 2,1 kg mốt đây. Bây giờ chuẩn bị xào nha. Mình có tỏi đây, tỏi là mình có tới khoảng 3 củ hoặc là 2 củ. Chỗ này của mình là 2 củ, hai củ hơn chút xíu nè, khoảng kia 2,5 củ đi. Hồi đó mình xay ra nhưng mà mình lấy 2 củ thôi các bạn, bỏ bớt rồi, lấy 2 củ tỏi thôi. Lấy 2 củ tỏi thôi. Đây, tỏi của mình khoảng như này ha. Giờ mình xay ra, mình có cái máy xay đây nè. Đó, cái giá là chopper nè. Đó, mình lấy mình máy đó mình xay. Mình hỏi có xay. Rồi có tiêu, rồi có bột nêm. Mình có bột nêm. Bột nêm của mình nè. Tại có nhiều bạn hỏi mình bột nêm nào, đây là bột nêm nè, hiệu Singapore, của hãng Singapore nè mấy bạn. Đó, đó bột nêm đây đó. Mình chỉ biết là như vậy thôi. Mình không biết tại sao Singapore mà lại có cái chữ tiếng Việt ở đây, đó là như vậy. Đó, mình xài cái bột này đó, cái bột nêm nó thay vì bột ngọt. Mấy bạn không xài bột bột nêm này thì bạn xài bột ngọt, rồi có đường. Với lại mình có dầu điều màu nha mấy bạn.
mấy bạn thắng đầu đầu đều màu. Rồi mình có muối, muối này nha mấy bạn, muối này nè, chứ không phải hiệu mà crystal, hiệu mình của nào diamond crystal, còn có hiệu mà Morton mà có hình cô gái cầm cái dù, là cái đó mặn hơn nha các bạn. Lúc mình nêm muối là phải phải bớt lại, cái còn cái của mình là cái bình thường nó nhạt hơn. Ok, bây giờ mình đi xay tỏi rồi mình xào nha. Bây giờ mình bỏ mình xay tỏi xong mình bỏ cái dầu điều màu vô nha các bạn, tại vì mình không có muốn bỏ cái dầu kia, dầu 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 kia dầu ăn bình thường. Bỏ này vô để cho phi lên luôn rồi sẵn cho nó màu nó đẹp luôn. Chứ nếu mà bỏ dầu kia rồi bỏ thêm dầu này nữa nó nhiều dầu quá mấy bạn ơi. Bây giờ sẵn là mình lấy cái dầu này mình phi luôn nè. Vừa phi mà vừa có màu luôn cho nó đẹp, cho cái tôm nó có màu đẹp luôn. Rồi mình phi cho tôm thơm vàng vàng chút xíu mình bỏ tôm vô. Nãy mình bỏ vô là 5 muỗng đúng không mấy bạn? 5 muỗng canh. 5 muỗng canh ăn phở dầu vậy đó. Tại cái bánh này là bánh bột lọc, ở ngoài mình cũng phải nó dính với mấy bạn, thành thử ra mình cũng có phải để tí xíu dầu ở ngoài cho nó đừng dính với nhau, rồi về chợ ở bên trong lại nhiều dầu nữa, thành thử ra ăn nó dầu không à. Thành thử ra mình giờ mình làm cái này cho nó bớt dầu lại, ít dầu chút xíu, mình lấy dầu điều màu mình xào cho nó bớt dầu lại. Bây giờ tỏi của mình nó gần muốn thơm rồi đó, nó sắp thơm rồi đó. Xào tôm là mấy bạn phải xào lửa lớn cực lớn nha, chứ xào riu 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 nó chảy nước á. Mà nó chảy nước rồi hồi lát cái nó khô tôm á. Rồi bây giờ của mình bỏ tôm vô mấy bạn. Đó, mấy bạn bỏ vô coi, mấy bạn chưa có cái màu mà nếu mà không đẹp á thì mấy bạn bỏ thêm tí xíu màu màu thực phẩm vô đó, chứ mấy bạn bỏ dầu nữa thì nó nhiều dầu quá đi. Còn nếu mà bạn nào mà làm màu điều màu mà nó đậm đặc đi tí xíu á thì khỏi cần, cái màu này là tùy theo bạn pha nha, màu nó đẹp đẹp một chút xíu là bỏ màu vô, mấy bạn không phải bỏ màu vô. Bây giờ này mấy bạn bỏ màu cam, màu gạch tôm, có bạn thì nó muốn, có bạn muốn bỏ màu đỏ thì bỏ màu đỏ, bỏ màu đỏ xong rồi bỏ màu vàng thì nó ra màu cam cam vàng vàng đó là như vậy. Rồi bây giờ mình nêm vô, mình không ướp nha mấy bạn, mình không ướp tại mình gói lại nó cũng nằm ở bên trong rồi. Muỗng cà phê, muỗng cà phê một. Ba muỗng cà phê trước rồi đã, tính như tính một hồi lá nữa rồi nhanh nhén tiếp. Rồi bột nêm của mình, bột nêm nha, một hai ba bốn. Bột nêm này của mình cũng hơi mặn mặn chút xíu á, tại vì bột nêm lúc nào nó cũng phải giữ cho lâu rồi nữa, nó phải bỏ muối vô nó giữ cho lâu đó. Giờ bỏ đường vô mình coi coi nếm vừa chưa, xong rồi lúc nào cũng phải nếm nha mấy bạn. Một muỗng cà phê, rồi tự nhiên lấy muỗng cà phê chi cho nó lâu quá trời. Hai muỗng cà phê, tao lấy cái muỗng đường muỗng canh, ba bốn năm
sáu rồi, tới một hồi lát nữa mình lên tiếp. Mấy bạn thấy màu chưa, có màu ha, nhưng mà có nhiều bạn chưa thích cái màu này đâu, muốn đậm nữa thì bỏ thêm màu vô nha, màu thực phẩm vô cái food color đó. Mình không có bỏ hành trong này nha các bạn, tại vì hành nó chảy nước. Một hồi lát nữa mình cái bánh ở ngoài á, mình bỏ hành hành lá mà mỡ hành đó mấy bạn, mỡ hành đó, thành thử ra mình không có cần bỏ hành trong này. Rồi bây giờ bạn nào muốn bỏ màu thì bỏ như lúc này nha. Bây giờ mình bỏ màu. Này mình có màu nè, cái màu của mình nè, màu gạch tôm nha mấy bạn. Có bạn thì màu nước, có bạn thì màu bột, bạn mấy bạn tùy theo mấy bạn bỏ vô. Rồi cái này phải tiêu nha, tiêu nhiều nó mới thơm nha, tiêu nhiều cây á. Mấy bạn nào muốn bỏ ớt thì bỏ nha, mà tại vì con nít ăn bánh này ăn cay không được. Bên Mỹ này con mấy đứa nít nó ăn cay không có quen mấy bạn ơi, mình thử ra nó ăn cay không được nên mình không có bỏ ớt. Mình không có bỏ ớt trong này nha, không có nêm ớt nha. Cái ớt nó cũng là màu đó các bạn. Mấy bạn nào nếu bạn nào bỏ bột ớt á, bột ớt á là bột màu á, nó cũng là màu rồi đó, khỏi cần bỏ màu. Nhưng mà tại vì cái này mình bỏ vô mình sợ cay, mấy đứa nhỏ nó ăn không được đâu. Với lại cái người mà đặt order mình á, con cũng nhiều lắm, cũng bốn đứa con, hình thử ra cỡ teenager đó, nó không có ăn được, không ăn được cay. Rồi cái màu đẹp quá rồi mấy bạn, mình bỏ tiêu vô. Giờ nó lại để cho nó cạn cạn chút xíu, mở to miệng nữa cho nó cạn chút xíu. Màu đẹp quá rồi. Rồi bây giờ mình cho tiêu vô nhớ các bạn, cái này phải tiêu nhiều nó mới thơm nha. Mấy đứa nhỏ họ không ăn tiêu được, không ăn ớt được nhưng mà nó ăn lại ăn tiêu được. Hồi nãy không đếm mấy muỗng nè, không đếm mấy muỗng quên rồi. Okay, để coi lại lúc mà rắc coi. Coi lại lúc mà rắc xong rồi để lên trên cái description box. Rồi xong rồi các bạn ơi. Xong rồi đó, tắt bếp. Rồi, bây giờ đến phần mình pha bột nha các bạn. Bây giờ mình có nước. Mình bỏ trong đây để mình nấu sôi, tại vì cái bột năng lúc nào cũng phải cái nhồi bằng nước sôi nha các bạn. Một cốc. Rồi cái này là nửa cốc. Một cốc hồi nãy là 240ml nha các bạn. 237ml nhưng mà coi như là 240 đi, tại vì không cần chính xác các bạn. Một cốc rưỡi này, nửa cốc là 120ml. Còn này là 1/3 cốc.
1/3 cốc là 80 ml. Rồi, tổng cộng là 440 ml. Coi như là mình coi như là khoảng chừng 450 ml vậy đó. Nó nếu mà chính xác thì 440 hay là 450, nhưng mà nấu nướng không cần chính xác nữa. Không cần chính xác lắm mấy bạn ơi. Nhiều khi nó mặn chút cũng mình không có sao. Giờ mình bỏ vô đây. Giờ mình có bột nêm nha các bạn. Cái này là bột nêm chay của mình nha. Mình bỏ vô đây. Mình tại vì cái bột bánh bột cái bột bột lọc á, nó mình muốn cho nó đậm đậm chút xíu mà. Bỏ vô đây nửa muỗng cà phê. Mình sẽ viết công thức ở trong cái description box nha mấy bạn. Muối cũng vậy. Muối của mình cũng bỏ nửa muỗng cà phê vô đây. À, bây giờ mình có bột. Gói bột năng của mình là 14 oz. 14 oz thì nó để ở đây là khoảng 400 g. Là 400 g, nó để là 400 g đó. Có nhiều bạn thì nói là 414 g, nhưng mà mình thấy nó để trong đây là 400 g đó. Nói chung cái gì nó cũng xê xích chút xíu. Rồi mình ăn, mình nếm nữa. Mình làm gì cũng phải nếm. Mình nêm xong rồi mình nếm thử coi cái vừa miệng mình không nữa nha. Bây giờ mình chờ cái nước của mình nó sôi rồi mình bỏ vô mình đánh. Tại nếu mà cái bạn nào mà không có cái máy đánh á thì các bạn chờ một phần bột sống chứ 2 phần bột mình để trong cái tô mình quấy với nước sôi, xong rồi mới đem ra ngoài mình nhồi. Đó, mình mới đổ ra ngoài mình nhồi bột sống. Đó là cái nào bạn nào mà không có máy. Còn cái này tại vì mình làm biến đánh máy, mình để gì có cái máy thì tự nhiên lúc nào mình đánh máy hết trơn. Trời ơi. Mình đánh cho nó nhuyễn luôn. Tại nếu mà bạn nào có sức á nhồi á. Tại vì cái bột năng này đó khi mà mình nóng á, nó nóng á mình nhồi á cũng khó. Mình sợ nó nóng tay là một. Rồi đến khi mình nhồi xong rồi á mà nó cứ dẻo nó dính lại nhau. Bạn nào mà không mạnh tay á, nhồi á nó hay bị đóng cục lắm mấy bạn. Còn cái máy này á mình nhồi trở thành bột luôn, nó rất là mịn, nó không có bị lợn cợn bột, nó rất là mịn bột. Là vậy. Giờ có cái máy thì cứ làm biến đánh nhồi tay lắm, thành thứ cái gì cũng đánh bằng máy không à. Bây giờ nước sôi đó, mấy bạn làm gì làm cũng phải nếm nha mấy bạn. Nếm coi mặn nhạt theo khẩu vị của mình nha. Đó, làm gì cũng không có bỏ qua cái phần nếm nha mấy bạn. Cái này là mình nếm theo cái khẩu vị của mình. Còn nhiều khi có mấy bạn không có thích khẩu vị của mình thì muốn mặn thêm thì nếm theo của mình nha. Rồi, bây giờ mình tắt bếp. Mình đổ thẳng cái này vô đây luôn mấy bạn. Đó, tại vì mình nhồi bằng nước sôi á, thành thử ra mình khó, mình ngại nhồi tay là như vậy á. Với một hồi lát nữa nó đặt cái nó cứ dính với nhau á. Mình nhồi tay mình làm biến lắm, với nó hay thun giật thun lại với nhau á. Mới đầu mình đánh số nhỏ để đừng có bay bột. Rồi hồi lát mình tăng tốc lên. Mình là mình không, mình đánh cho nó dẻo luôn nha mấy bạn, chứ nó có lợn cợn là mình không có lấy đâu nha. Cái này mình nhồi cho nó lợn, cho nó dẻo luôn á, cho nó mịn cái bột luôn, chứ mình không có để nhồi tay ở ngoài nữa đâu. Tại vì cái tay mình yếu, mình sợ mình nhồi không được đó mấy bạn.
nó không được mịn bột. Lúc này là nó chưa có dính cối mấy nè, mấy bạn lấy ra cũng được nè. Nhưng mà tại vì mình thấy nó còn lợn cợn, nó chưa có nhuyễn, nó chưa có mịn bột nên mình không có muốn lấy ra mấy bạn. Đó, bây giờ thì nó nhuyễn, nó nhuyễn bột rồi đó, nó mịn rồi đó. Giờ mình lấy ra, rồi mình lấy ra nữa cho các bạn coi cái cục bột này nha. Để mình cắt thử cho mấy bạn coi nè, nó mịn cái mặt lắm mấy bạn. Đó, nó mịn cái mặt lắm, nó không có lợn cợn, thấy không? Mấy bạn không có thấy nó không có lợn cợn không? Chứ còn nếu mà nó dính dính vậy chứ mà để trong lòng bàn tay hồi lát nó hết dính rồi mấy bạn. Còn nếu không mình lấy bột áo đó, đó rất là rồi cái cục bột của mình đó mấy bạn thấy không? Nè đây nè, bây giờ mình cắt cho mấy bạn coi nha, mình cắt cho mấy bạn coi cái mặt của nó mịn như thế nào nè. Đó, mấy bạn thấy cái mặt nó mịn không? Đó, nó mịn lắm chứ còn không nó lợn cợn lắm. Mấy bạn nhớ để cái giấy ni lông này nè để ụp lại, nhiều khi mình trong lúc mình vo viên á nó khô đó mấy bạn. Vo tới đâu mình lấy tới đó đó, đó là như vậy. Rồi còn bây giờ đó, rồi bây giờ đây nè mấy bạn coi nè, mình dứt một cục bột. Mình cắt một cục bột ra. Rồi mấy bạn nhúng chút xíu vô đây, nhúng chút xíu vô bột áo nè. Vì mấy bạn do cho nó đều để nó đừng có dính mấy bạn. Cho nó đừng có dính vô tay mình, với lại cho nó đừng dính cho nó dễ. Các bạn gói gì nè. Rồi, xong. Các bạn thấy không? Đó. Đó. Tại vì mình muốn là vừa đúng cái muỗng mình múc mình ăn luôn, chứ khỏi cần phải cắn nữa các bạn. Nó có dính đó, nó có dính mấy bạn để lòng bàn tay, để lòng bàn tay là nó hết dính, nó đỡ. Còn cái này mình chấm tí xíu bột áo á, để cho nó đừng có dính vô cái cây lăng này nè. Thank you.
Đó. Cái cục bột mình là cái muỗng này là muỗng một muỗng cà phê nè. Đó. Là nó bằng cỡ cái một muỗng cà phê đó các bạn. Bây giờ mình cho nó mình chấm ở đây chút xíu. Chấm vào áo chút xíu. Nó thun lại thấy không mấy bạn? Mấy bạn thấy nó thun lại không? Cứ thế là mấy bạn làm tới làm cho hết cái bịch bột này. Cái tôm của mình á là 2,1 kg á, là nó hơi nhiều chút xíu nữa, là mình làm khoảng được 6-7 bịch đó nha mấy bạn. 6-7 bịch bột á, mà mỗi lần vậy thì mình nhồi một lần thôi mấy bạn, đừng có nhồi nhiều quá. Nhồi bịch xong cái mình viên xong cái hết cái mình ra mình viên, mình ngồi tiếp là vậy. Mình làm được 3 đĩa đó mấy bạn. Đó, một gói bột làm được 3 đĩa giống vậy đó. Cái cục này là cái cục sau cùng. Mình bỏ 2 cục tôm vô thử coi làm sao. Thấy nó lòi lên số quắc à, thấy không? Rồi giờ mình đi luộc. Giờ mình chuẩn bị đi luộc đó. Mình làm cái chỗ 2,1 kg tôm đó mấy bạn, được 6 bịch bột đó mấy bạn nè. Cái này mình làm tại vì mình làm order cho người ta, mình chỉ làm tôm thôi, người ta chỉ đặt tôm thôi chứ không có bỏ thịt. Nếu bạn có muốn bỏ thịt thì bỏ. Còn này mình không có thể mà làm liền tại chỗ mình nữa đâu, mình phải để đông đá đấy bạn. Mấy bạn thấy không? Mình phải để đông đá. Còn này mình mới làm bất thì nè mấy bạn, nó còn mềm nè, nó còn mềm. Mấy bạn gõ bạn không thấy không nghe thấy kêu thấy không? Gõ mấy bạn không thấy nghe thấy kêu đó, rồi mình mới làm cho mấy bạn coi đó. Gõ không thấy kêu. Còn này gõ kêu nè đó, là vậy. Rõ nó kêu thấy không? Đó là mình để đông đá đó các bạn. Rồi luộc đông đá là bỏ vô mình luộc luôn, không cần phải xả đá nữa. Còn cái này thì mình cũng bỏ vô mình luộc, mình lát nữa mình luộc cho bạn coi là vừa làm xong mà luộc cũng được, mà đông đá bỏ vô luộc cũng được nữa, nhưng mà nó lên lâu một chút xíu vậy thôi. Bây giờ mình đi ra mình hái hẹ với hành lá. Hành lá đi vô mình làm mỡ hành lá với hẹ ăn bánh bột lọc. Người ta ăn mỡ hành cũng được, mà mình chế mình bỏ thêm hẹ vô. Đây hành của mình đây. Mình bỏ thêm hẹ vô cũng ngon lắm mấy bạn, nó cũng thơm ngon lắm. Đây rồi còn cái này húng quế đó, còn cái đó hẹ đó. Giờ hái mấy cọng hẹ vô là mở hành hẹ mấy bạn ơi. Giờ mình hái tượng trưng trước đi, mình hái tượng trưng đi. Trời mới mưa xong nè, mới mưa xong ướt nhẹp nhẹp à. Hái vô đi, ra ngoài đây hái hành đó, mình hái chừng cộng mà vậy thôi. Đó, cắt ngang là tự động nó sẽ mọc cái khác, để dành cho nó mọc cái khác đó. Như đây đủ rồi, cái này cũng đủ mấy to mấy đĩa rồi đó, như đây cũng đủ mấy đĩa rồi. Hành với hẹ nè đi. Rồi bây giờ nước sôi ha, giờ mình luộc cho mấy bạn coi nè. Luộc cái đông đá trước nha. Nè
Nè, gõ nó kêu nè, là lụa cái đống đá trước để mình coi bao nhiêu phút nha. Mình lụa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Để mình định để là luộc xong 12 cái này coi coi trong vòng bao nhiêu phút, với lại mấy cái mà chưa có đông đá nè, gõ nó không có kêu nữa, các bạn thấy không? Cái này gõ nó không có kêu nữa, thấy không? Đó có nghĩa là để coi coi thời gian là khoảng bao nhiêu. Bây giờ thì hiện giờ là 7:30, 7:36 phút đó, để coi coi bao nhiêu phút. Mình đẩy nó lên, sợ nhiều khi nó dính đáy đó các bạn. Nó dính đáy rồi cái nó rách cái bụng đó, cái bụng bánh đó. Rồi để đi một hồi đá nó tự động nó nổi lên rồi mình vớt ra. Đã được 1 phút rồi đấy bạn, hồi nãy là 7:36, giờ 7:37 rồi đó. Được 1 phút rồi đó. Mà nó chưa có gì hết. Thì cái kia thì nó không đông đá thì chắc nó lẹ hơn. Còn này đông đá thì nó lâu hơn vậy thôi. Đó, 7:38 phải không? Mới có 2 phút à. Nãy bạn thấy nó nổi lên rồi nè. Đó, thấy chưa? Cái đông đá nó nổi lên đó mấy bạn. Nhưng mà nó chưa có trong trong, để nó trong trong chút xíu. Với lại nhiều khi lửa lớn quá nó làm mạnh quá, cái nhiều khi nó bung bung cái miệng, mấy cái miệng á, mấy cái miệng nãy mình siêu lại, mình ấy cho nó chặt lại á, mình sợ lửa lớn quá nó bung ra đó. Để cho nó sôi chút xíu rồi nó nổi lên hết rồi đó mấy bạn. Mà cái này là 7:40 rồi đó, đó mình vớt ra được rồi đó. Bây giờ mình vớt ra mình bỏ trong cái nước lạnh nha mấy bạn. Nước lạnh bình thường thôi chứ không phải nước đá đó. Để chổng đi. Thì mình bỏ bây giờ nước sôi ha, mình bỏ cái mà không có đông đá nè. Nè, đó đó. Bây giờ là 7:41 phút nha. Hồi nãy là 7:36 là hoàn thành là 4 phút. Giờ mình coi cái này là mấy phút, mình coi nó có lẹ hơn không. Nhưng mà mình làm này á không luộc liền á, không có tiện, tại vì nhiều khi người ta đặt order nhiều quá đó, mình phải để đông đá thôi, bắt buộc phải để đông đá thôi. Bây giờ vớt cái này ra. Vớt ra để đây đi, rồi lá nữa mình chiên dính tiêu. Rồi lát nữa mình bỏ mỡ hành lên mấy bạn. Lát nữa mình chén mỡ hành lên. Để đó đi. Nè. Các bạn coi nè. Đó, thấy không? Rồi mình làm mỡ hành rồi mình chét vô. Để mình làm mỡ hành mình chét luôn. Đó, bây giờ là 7:42 là chuẩn bị nó nổi lên rồi, thấy mấy bạn thấy không? Đó, nó muốn nổi lên rồi đó. Thấy 7:42 không? Là mới có 1 phút à. Đó. Thấy nó nổi lên rồi nè. Mình để lửa riêu chứ mình không dám để lửa lớn á. Đó. Giờ mở lớn lên xíu. Rồi, thấy chưa? Lẹ không? Còn cái bánh là luộc rồi, nó trong nè, đó. Thấy chưa? Trong đẹp không?
Rồi mình chát mỡ hành với hành hẹ vô. Ừ, giờ 7 giờ 44 là 3 phút rồi hả? Nó nổi đầy lên hết rồi nè. Ừ, thôi bây giờ vớt ra là nó coi như là nó nhanh hơn được 1 phút mà mấy bạn. Nhanh hơn 1 phút à. Ừ. Bây giờ mình vớt ra, nó nhanh hơn 1 phút à, nhưng mà mình không có tiện. Giờ mình có một thân một mình à, mà mình làm gói lên. Mình gói xong rồi cái mình luộc liền á, không không kịp mấy bạn. Mình phải gói xong mình bể tủ đá. Bể tủ đá từ 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 vậy đó, rồi đến lúc mà mình luộc á, mình giao hàng, mình giao đồ cho người ta đó, cái mình luộc lên một lượt luôn, cái mình giao luôn. Với lại giao nhiều món mà, mình tưởng phải làm cách đó đó mấy bạn. Phải bỏ trong đá thôi. Hai đĩa xong rồi thấy mấy bạn. Giờ mình làm mỡ hành ha. Đó, cái chén mỡ hành nè, hồi nãy mình ra mình cắt đó, mình cắt có một cọng, có một một cây hành mà cũng mấy lá đó, một cây hành với lại mấy mấy củ mấy mấy cái hẹ, bỏ vô đây khoảng chừng một muỗng canh thôi các bạn. Mình bỏ microwave, nhưng mà mình cho tí xíu muối vô đây các bạn ơi. Lúc nào có hành cũng vậy nha, lúc nào hành mà mỡ hành á là nó để đến chưa chưa là nó hay bị chua lắm mấy bạn, nó hay bị chua, thành thử ra mình phải bỏ tí xíu muối lại để cho nó đừng có bị chua hành á. Mỡ hành là hay bị chua lắm. Rồi bây giờ mình đậy lại nè, bỏ vô microwave 1 phút rưỡi. Bỏ microwave nha, 1 phút 30 giây đó mấy bạn thấy không. Rồi xong rồi, cái mỡ hành của mình xong rồi các bạn nè. Đó các bạn thấy không, à, xanh mà thấy chưa. Đó hồi nãy mình lấy giùm mình trộn nó lên đó, xanh đẹp quá, cái màu xanh đẹp quá trời luôn. Mà có hẹ nữa, cái hẹ thơm nữa. Rồi bây giờ mấy bạn bỏ mỡ hành lên nè, mỡ hành với hẹ lên. Có bỏ hành phi nữa, có bạn muốn ăn hành phi thì bỏ hành phi nha. À, để mình lấy hành phi với lại làm nước mắm. Rồi giờ mình quên bỏ đồ chua mới đúng chứ. Mỗi người mỗi kiểu ăn nha mấy bạn. Mấy bạn muốn thích ăn kiểu nào thì ăn. Tại vì mình ăn theo kiểu nước mắm ăn chung, ăn kèm với bánh bèo. Mình ăn kèm với bánh bèo với ít trần. Thành thử ra mình ăn nước mắm ngọt nha. Có nhiều bạn thì ăn nước mắm hơi mặn mặn. Đó. Bây giờ đây. Hành phi đây. Hành phi. Rồi xong, bây giờ mình đi lấy nước mắm. Mình đi pha nước mắm. Bây giờ mình làm nước mắm nha mấy bạn. Nước mắm của mình á là tại vì trong cái bột của mình đã nêm tí xíu muối với xíu bột nêm, nó hơi mặn,
nó cũng hơi đậm đậm rồi. Rồi trong cái mỡ hành của mình là cũng tới xíu muối rồi. Đó, rồi cái nhân thì mình đã nêm vừa ăn rồi. Thành thử ra mình làm nước mắm chua ngọt mà nhạt nhạt để có gì ăn. Thường thường mình ăn bánh bột lọc á, là cái mình ăn nước mà kiểu như hút nước mắm á, với bánh bèo, bánh ít trần, thường thường là ăn nước mắm mà để hút, thành thử là phải nhạt mà nó chua chua ngọt ngọt. Bây giờ mình có nước nha. Bây giờ mình pha tượng chân cho mấy bạn coi thôi, là một cốc nước. Một cốc nước. Rồi, bây giờ mình bỏ vô đây nước, một cốc nước rồi phải không? Giờ mình bỏ vô đây 2 muỗng giấm cho mình. 2 muỗng giấm. Rồi. Bỏ vô đây 4 muỗng đường. Cái nước mắm là bỏ sau cùng nha. Cái này là hồi nãy mình lấy cái này là giấm đó nha mấy bạn. Giấm là mình lấy trong cái bình này nè. Mình chiết ra từ trong cái bình đó đó, là bình giấm rồi đó. Mình có giấm nuôi nhưng mà mình không giấm, mình chỉ cho mấy bạn, tại vì có nhiều bạn hỏi mình giấm nuôi nhưng mà mình cái cách nuôi á là mình không biết từ ở đâu. Có chị bạn chỉ cho mình cái con giấm rồi mình nuôi, mình bỏ nước dừa tươi á, nước dừa tươi với lại lúc đó là chỉ cho là nó có đã sẵn có phần nước giấm rồi đó, thì mình cứ cho nước dừa tươi, rồi lâu lâu mình cũng phải cho thêm xíu xíu giấm này vô để cho nó ăn thành con vậy đó. Nhưng mà giờ mình chỉ cho mấy bạn cái giấm này nè, nó như vậy. Rồi mấy bạn nếm thử nha. Mặc dù là lúc này chưa có gì hết nhưng mà nếm, mấy bạn nếm coi nó chua chua ngọt ngọt vừa chưa nha. Đó, nó chua chua ngọt ngọt chưa rồi. Bắt đầu mới bỏ nước mắm nha. Bỏ nước mắm sau giấm đường và nước. Mấy bạn cho nhiều, cho mình 3 muỗng vô đây. 1 2 3 đó. 3 muỗng vô đây. Rồi. Bây giờ mình có tỏi. Tỏi mình mới giã rồi mấy bạn. Mấy bạn giả hay xay được, mình có 2 củ. Mình có 2 củ tỏi mình giả ra đó. Bỏ vô đây luôn. Bỏ nước mắm sau đường, giấm và nước thì cái tỏi với lại ớt nó mới nổi lên nha mấy bạn. Tỏi và ớt nó mới nổi lên. Bây giờ cái ớt lần trước cũng có bạn hỏi mình xài ớt nào, mình xài ớt này nè mấy bạn. Ớt hiệu Huy Phong Food nè, của bên Mỹ làm nè. Tại cái ớt này nó không cay, nó không có cay gắt như là ớt trái, nhưng mà nó lại có màu đẹp mà nó cũng thơm nữa. Bên đây là để cho cái màu nó đẹp, không mình ai ăn cay thì bỏ thêm, chứ còn mấy đứa nhỏ nó ăn cay không nổi. Bỏ vô đây. Đó, mình lấy cái màu trước đi, còn ai ăn cay thì bỏ thêm mấy bạn. Rồi, xong cái nước mắm của mình. Bây giờ mấy bạn thử nữa nè. Mà lúc này mấy bạn đã bỏ nước mắm vô rồi, mấy bạn bỏ đường hay là bỏ giấm hay là bỏ cái gì vô thêm nữa là nó cũng chìm tỏi và ớt nha. Nó chìm à. Bởi vì mấy bạn phải nếm trước khi bỏ nước mắm đó nha mấy bạn. Mấy bạn bỏ vô sau, nếm xong xuôi rồi mà mấy bạn mới cho thêm đường, cho thêm ấy là nó chìm tỏi và ớt á.
Vừa lắm rồi mấy bạn. Đó, bây giờ mình đi qua mình ăn. Ăn à, sao mấy đứa ở nhà không ăn thử mẹ? Ừ. Để ba đi làm về kêu ba thử nữa. Ừ. Thì đó, chưa giờ bỏ chán lắm, giờ ăn không? Giờ thử không? Không, cái này bánh 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 trần hả? Bánh bột lọc. Ý bánh bột lọc ha, không tưởng tưởng bánh bánh trần chứ. Bánh bánh trần là bột nếp. Bánh bánh trần là bột nếp. Nhà nóng quá ở trần ăn bánh bánh trần. Hello. À, dạ dạ dạ. Chà, nè bánh bánh trần, ấy bánh bột lọc. Mình thử rồi. Ăn ăn không? Is it recording? It is recording. Whoa. I can tell when it's recording. It's recording. I can see it. The blinking dot. I look disgusting. Yeah. But you're. I heard that yo. Yeah. I'm not deaf. Thì bánh này nó dai nó dẻo vậy thôi, nhưng mà cũng tùy người. Anh là trước giờ anh không thích mấy cái dai cái dẻo này, nhưng mà không có răng, nhưng mà không có răng, không có răng để nhai, không mà không có răng, mà tại vì mà nó không thích thôi, đâu phải ai cũng phải thích đâu. Ổng không có thích cái mấy cái bánh bột lọc vậy. Bánh trần anh có thích không? Không, vậy mà bánh ít trần thì ăn lại anh lại thích hơn, ăn thích hơn cái này. Bánh trần nó dẻo, bọn này nó dai. Nó dai mà cắn nó không có đứt, nó cứ không. Cái này lỡ mà nhai không kỹ đúng cục vô mà nó mắc bài hả họng mà trợn mắt luôn chứ bộ giỡn cho. Tại bởi vậy mấy em mới làm nhỏ đó. Em không có làm bự. Em làm nhỏ thôi. You could also go with them with a yellow shirt that I had. Dư, làm ăn không Dư? Dư ơi, muốn bỏ thêm mỡ hành không? Ừ. Nhưng mỡ hành nó cắt nhỏ vậy đó. Thì đó là hẹ nữa, có hẹ giống nữa. Ngộ hả? Ừ. Hành hẹ, mà anh ăn không có mùi hẹ hả? Ừ, không thấy. Không thấy mùi hẹ hả? Muốn bỏ thêm chứ hành Dư nữa không? Thôi rồi. Ừ. Có hẹ chứ mà không thấy hẹ ha, không thấy mùi ha. Mà bánh này có người miền nào ăn đó? Chắc người nào quá. Lên Google đánh vào biết liền gì. Em không biết, em chỉ thấy là em nhớ là như của người Trung, người Huế vậy. Không, cái này á, nếu mà không có người nào mà không thích ăn dai giống như mình á thì á, làm cái bột nó mềm lại chút xíu cũng được rồi. Bột nó mềm thì gói lá. Đúng rồi. Ừ, gói lá đó. Ăn luôn mình chế mà, mình muốn chế chỗ nào chế mà, chứ đâu phải bắt buộc phải 1 cộng 1 là 2 đâu. Thì biết rồi. Thì gói lá đó. Gói lá là nó nhỏ nhòe, nhỏ nhẹt. Ăn cái tô tuột ở trong cổ họng mình luôn à. Đang đói bụng mà ăn cái kiểu này đó, thôi nó quạ quá, nhai một cái lâu quá. Thì bánh ít trần là vậy đó, người ta thích ăn dai dai. Bánh bột lọc là vậy, người ta thích ăn dai dai, người ta ngồi nhai vậy đó. Ăn nó nhai dai dai vậy đó, ừ. Tao có thời gian ăn, chứ gặp anh đâu có thời gian đâu ngồi ăn nha từng miếng, trời ơi. Dạ, anh ăn bánh gì? Bánh gì mà... bánh đúc mặn á. Nó mềm trôi tổn vô tổ. Ừ, bánh đúc ăn ngon à. Bữa nào em làm bánh đúc đi. Bánh đúc mặn á. Yeah. Nó mềm nó trôi tổn trong miệng, còn cái này nó dai. Chỉ có bánh này thì mấy người đàn bà mới thích ăn nè. Dai dai ngồi ăn, đúng không? Bởi vì mấy đứa nhỏ nhà này nó cũng không ưa. Ăn gì gặp ai có răng giả đựng ăn này. Ăn thì nhai nhai hồi rớt nguyên hàm răng là chết nữa. Biết ngay. Chết buồn. Tại nó dính giống như nhai kẹo xương gum vậy đó. Ừ. Đó.
Nãy em nói rồi, em định nói rồi đó, mà để cho anh nói. Nói thực tế là vậy mà. Ừ. Mà nêm nếm vừa không? Vừa. Ừ. Mà có điều á, tôm như bị hơi cứng hả? Tôm cứng hả? Ừ. Tôm bị gì cứng? Tôm là em không có bỏ không có bỏ đó mà còn cứng nữa là sao? Mà giống như cái cục tôm đó, nó săn cái thịt lại. Ừ. Nó giòn. Cũng dĩa nữa. Nam bên này thôi, Nam bên này thôi. Hai dĩa nào cũng vậy vậy. Dĩa này em nấu cũng một mẻ ra mà ăn cái nào một thứ mà. Một cái ông đá, một cái không đông. Một cái không đông, ăn thử thôi. Một cái không đông. Cái nào đông đá? Bởi vì em bây giờ em không biết cái nào đông đá nữa rồi. Lột lên giống nhau, đâu có biết cái nào đông đá. Cái thì tôm mềm, cái tôm cứng. Tôm nó mềm hơn không? Ừ, cũng y chang vậy, có khác đâu. Phẩm thì khác không? Bột cũng dai vậy, tôm cũng hơi cứng vậy. Ăn dưới tôm thì nó mềm hơn tôm này. Không. Ăn bánh này á, nhiều khi cũng có cái loại nữa. Tại vì thường thường á, nhiều người nếu mà nhiều người ta nói nhai không kỹ á, sợ đau bao tử, nên nhiều người ta nhai kỹ, cái nuốt xuống thì vô tới bao tử á, thì nó đã nhai kỹ lắm rồi, nên bao tử nó không làm việc nhiều, nó bóp chút xíu rồi nó đi qua nên mau đói, giống như ăn cháo vậy. Còn này á, mà mình muốn, nếu mà ai có mà bao tử tốt quá mà muốn no lâu quá, nay xịu xào dài cái là nuốt vô cái để cho bao tử làm việc, nó bóp lâu, nó bóp càng lâu thì mình càng lâu đói, nên thì mình đỡ thêm một bữa nữa. Không biết sợ cùi phải không? Thiệt chứ không, mà đừng làm vậy, làm vậy là cái ba món cho bao tử đừng có thừa. Ừ. Toàn tối ngày lấy sợ cùi không? Mắm vừa hả? Ừ. Wow. Ăn 12 viên, có 12 viên mà cũng mệt, cũng no, ứ hả? No. Nhai á, mỏi miệng có chứ ăn no vậy không? Chúc các bạn thành công, mà anh định nói gì nữa vậy? Thì thành công, nhưng mà thử á, bà con có ai á rảnh chịu khó đó, làm thử món này ăn thử rồi, rồi thử cho nó dai nó cứng hay là cái kiểu nó vậy. Cứ mình ăn mình thấy là nhai mỗi miệng á. Tại cái bánh nó dại, bánh bột lọc mà phải dại. Mình biết. Ừ. Thử là phải món, có ai ăn có ý kiến giống như mình không, nhai họ mỗi miệng quá. Ok, rồi bye bye. Nếu mà không muốn mỏi miệng thì làm bánh bột lọc lá, nó loãng, loãng nó bột ra. Uh-huh. Nó không có cứng như thế này, nhưng mà không có, hầu như không có cái cảm giác dai. Không, nhai. Cái bột này, theo đúng là nếu mà em làm bớt bớt dai lại cũng được vậy. Em bớt bột năng đi, pha thêm bột gì vô, bột gạo vô. Không, nó không có được trong bánh. Bánh này là phải trong veo. Bỏ bột gạo vô nó đục ngầu. Trời, trong đục vậy, bỏ vô miệng nhai hồi vô trong đục cũng vậy. Ừ. Bởi vậy, kêu ông chê bình học riết là chê lộn mà không? Không biết cách à. Kêu bye bye.